IELTS General hay IELTS tổng quát là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai chuẩn bị tới các nước nói tiếng Anh để hoàn tất chương trình trung học, các chương trình đào tạo hoặc với mục đích nhập cư. IELTS General giúp các bác sĩ, kỹ sư, giảng viên, những người có tay nghề cao dễ dàng xin visa định cư tại các nước Anh, Úc, Canada, Mỹ. Là tấm giấy thông hành mở ra cơ hội sự nghiệp và học tập mang tính quốc tế cho sinh viên và người đi làm. Khóa học, cơ hội vàng định cư tay nghề cao với IELTS General của cô Lưu Thị Thu Hà. Đi sâu phân tích đặc điểm từng dạng bài, kỹ năng làm bài của từng dạng và phương pháp làm từ cơ bản đến nâng cao. Học viên được thực hành và làm bài tập trực tiếp qua bộ học liệu Cambridge IELTS. Sau khi học lý thuyết qua video, học viên hoàn toàn được thực hành miễn phí các dạng bài tại website của cô Lưu Hà, loluyenielts.com. Học chủ động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, thực hành làm bài tập linh hoạt. Chỉ cần học viên chăm chỉ, sẽ đạt được điểm mục tiêu nhanh nhất từ 5.0 đến 8.0, tùy thuộc vào nền tảng kiến thức của học viên ban đầu. Đăng ký ngay khóa học để rút ngắn thời gian ôn luyện, nắm chắc 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, chinh phục kỳ thi IELTS với điểm số cao. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.